Tòa án quận Shevchenskivskyi ở khu vực trung tâm thủ đô của Ukraine ngày 5 tháng 7 đã bị trung chuyển bởi một vụ nổ, có thể là đánh bom tự sát. Các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin đã xảy ra hai vụ nổ tại tòa án quận Shevchenskivskyi vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5 tháng 7 theo giờ địa phương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko đã xác nhận vụ việc. Ông nói thêm rằng cảnh sát, các chuyên gia về chất nổ và một nhóm điều tra đã được triển khai tới hiện trường. Các video trên mạng xã hội cho thấy xe cứu thương và xe cảnh sát đậu gần tòa án. Theo một trang tin, ít nhất 5 xe cứu thương và một số phương tiện chữa cháy được triển khai tới hiện trường. Sau đó, ông Ihor Klymenko thông báo người đàn ông kích nổ thiết bị nổ tại tòa án đã chết tại hiện trường sau khi cố thủ bên trong tòa nhà. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nói với phóng viên tại hiện trường, theo thông tin sơ bộ, thủ phạm đã đánh bom tự sát. Cũng theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, hai thành viên của đơn vị lực lượng an ninh phản ứng nhanh bị thương khi tiếp cận hiện trường vụ nổ, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng do được trang bị khiên bảo vệ. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, thủ phạm được xác định là Ihor Humeniuk, cố thủ trong phòng vệ sinh của tòa án cùng với hai nhân viên bảo vệ. Humeniuk từ chối thương lượng với lực lượng chức năng và ném một thiết bị nổ vào hai cảnh sát, người ta nghe thấy hai tiếng động lớn. Humeniuk bị buộc tội khủng bố sau khi tham gia một cuộc biểu tình do đảng Svoboda theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Ukraine tổ chức vào năm 2015. Vào thời điểm đó, một đám đông những người theo chủ nghĩa dân tộc đã tập trung gần văn phòng Quốc hội Ukraine tại Kiev để phản đối các sửa đổi đến hiến pháp. Các biện pháp này sẽ trao tình trạng đặc biệt cho hai nước Cộng hòa Donbas sau khi họ đòi ly khai khỏi Ukraine. Cuộc biểu tình kết thúc bằng việc một quả lựu đạn được ném vào các thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 140 người bị thương. Humeniuk bị buộc tội đứng sau vụ tấn công. Theo đài RT, người này đã phục vụ trong một tiểu đoàn tình nguyện theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Ukraine từ năm 2014 đến năm 2015, bị giam giữ từ năm 2015. Hãng tin Union cho biết, Humeniuk có một nhóm những người theo chủ nghĩa dân tộc trung thành, coi y là anh hùng.